Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Xe ô tô lao lên vòng xoay đại lộ đang thi công, 4 người thương vong. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế. Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Phát hiện vợ ngoại tình, chồng dùng súng bắn chết người. Nhiều loại cá nuôi tăng giá. Ấn tượng làng chài cổ ở Bình Định với những bức tranh bích họa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Đến sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Một chiếc xe ô tô đã lao lên vòng xoay đại lộ đang thi công, khiến 4 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 21 tháng 5 trên tuyến đường đại lộ Đông Tây đang thi công, giao với đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô mang biển kiểm soát 47A27488 chạy trên đại lộ Đông Tây theo hướng sân bay Buôn Ma Thuột về đường Lê Duẩn. Khi xe chạy đến địa điểm trên, do tài xế thiếu chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đã tông vào vòng xoay. Hậu quả là một người đi trên xe ô tô tử vong, 3 người còn lại bị thương. Tại hiện trường, hai bánh trước của xe leo lên vòng xoay, đầu xe bị bể nát. Nguyên nhân tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phát hiện có người nhảy cầu Quá An, thành phố Biên Hòa xuống sông Đồng Nai, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cùng với một số người trên xà lan đã nhanh chóng ứng cứu. Cụ thể là trong quá trình tuần tra trên sông Đồng Nai, tổ tuần tra phát hiện anh H, 19 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, nhảy từ cầu Quá An xuống sông. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra và người điều khiển xà lan cùng lúc tiếp cận người nhảy cầu, ném áo phao và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, công an đã liên hệ và bàn giao thanh niên này cho người nhà. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được làm rõ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ. Theo đề án, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được xây dựng tại Cù Lao Phú Lợi, xã Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng chiều dài mặt sông khoảng 7,2 km, trong đó 6,8 km là bến Tàu Mẹ, bến Chính và khoảng 1,9 km bến Xà Lan. Cảng được thiết kế cho phép tiếp nhận tàu mẹ có kích thước lên đến 250.000 tấn, tương đương sức chở 24.000 têu. Tổng diện tích bến cảng khoảng 571 ha và diện tích mặt nước khoảng 477,63 ha với công suất khoảng 16,9 triệu têu. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 128.000 tỷ đồng và phân kỳ làm 7 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 đưa vào khai thác năm 2027 và hoàn thành đầu tư vào năm 2045. Tại Quảng Ngãi, để thi công dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Quảng Nhơn, có 1.705 hộ dân trên địa bàn tỉnh này phải tái định cư. Địa phương đã triển khai xây dựng 23 khu tái định cư với 2.370 lô đất trên diện tích là 122,31 ha. Đồng loạt khởi công từ những tháng đầu năm, đến nay thì nhiều khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao để thực hiện các thủ tục đưa người dân đến xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Khu tái định cư An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa được triển khai thi công từ tháng 2 năm nay. Là khu tái định cư có tiến độ giải phóng mặt bằng sớm, do vậy đơn vị thi công đã tập trung triển khai thi công đồng loạt các hạng mục của dự án. Đến nay, khu tái định cư An Hội Bắc đã hoàn thành 90% tổng giá trị của dự án, trong đó có nhiều hạng mục đã hoàn thiện. Đồng thời, đơn vị thi công đã cắm mốc bàn giao các lô đất, tập trung thiết bị, nhân lực thi công 3K để nhanh tiến độ hoàn thiện lát đá vỉa hè, rải cấp phối đá dăm các tuyến đường nội bộ, sẵn sàng bàn giao khu tái định cư. 15 tháng 6 thì đơn vị là thảm và hoàn thành bàn giao trước tiến độ khoảng 15 ngày và bàn giao cho địa phương 100% luôn, sạch dự án, hoàn thành dự án. Và anh em cũng đã cố gắng trong cái nỗ lực chỉ đạo của ủy ban tỉnh và ban quản lý phòng dự án 4 thì nhà thầu đã nỗ lực tập trung thiết bị và nhân lực thi công ngày đêm 3K để nó hoàn thành trước cái tiến độ được giao. Còn tại huyện Nghĩa Hành có 400 hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc cần phải tái định cư. Trong 6 khu tái định cư trên địa bàn huyện, có 5 khu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.
tiến độ các khu tái định cư đáp ứng được tiến độ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề ra. Như khu tái định cư Đồng Gía, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành được xây dựng trên diện tích hơn 10 hectare do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi thi công. Đến nay, dự án đã đạt trên 70% giá trị công trình. Cho nên cả hệ thống chính trị chúng tôi cùng lúc phải thực hiện rất là nhiều biện pháp, vừa công khai, vừa tuyên truyền, vừa vận động. Cùng với đó là yêu cầu tất cả các cái địa phương phải có cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan làm công tác bồi thường, đấy, với chủ đầu tư, với các cái đơn vị thi công phải có cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ, đấy, với cái tinh thần là khẩn trương và trong công tác xác định nguồn gốc đất, kiểm kê tất cả các nhà ở và kiến trúc để đảm bảo là cái phương án đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, và cái quan trọng nữa là phải tạo ra được cái sự đồng thuận của người dân và đảm bảo cái lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn. Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến có chiều dài 60,3 km. Đến nay, 23 khu tái định cư phục vụ cao tốc đã được bàn giao mặt bằng đạt 98%, trong đó có 18 khu đã bàn giao mặt bằng 100% diện tích. Đến nay, các đơn vị thi công đã bàn giao thực địa mặt bằng phân lô 21 trên 23 khu để chính quyền các địa phương tổ chức cho người dân bốc thăm nhận đất ở. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó ưu tiên hoàn thành các hạng mục san nền, cấp nước và cấp điện, cơ bản đủ điều kiện để giao đất tái định cư cho các hộ dân di chuyển chỗ ở trước ngày 30 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào 10 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên con đường Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng lại tấp nập người xếp hàng chờ đến lượt mua cơm. Và điều đặc biệt là những vị khách này chỉ cần trả 2.000 đồng thì đã có được một phần cơm ngon và bổ dưỡng. Vậy đó là quán cơm chay nghĩa tình của anh Trịnh Lập Đức, ngụ tại phường 6, thành phố Sóc Trăng, một trong những điểm đến dành cho những thực khách đặc biệt. Quán cơm chay 2.000 đồng của anh Quỳnh Lập Đức bắt đầu hoạt động từ năm ngoái và đã trở thành một trong những địa điểm quen thuộc của nhiều thực khách có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ anh chị em mỗi lần đăng Facebook á, mới làm món gì thì anh chị em mà hùng vô người chung tay chung sức vậy thôi, chứ còn lại á, thì anh tự trích tiền lương của công ty á, để bù vô phục vụ cho bà con. Thông thường quán sẽ chuẩn bị từ 600 đến 800 phần ăn. Tuy nhiên, nếu có nhiều người đến mua cơm, quán sẽ chuẩn bị thêm từ 50 đến 100 phần ăn cho những người đến sau. Mỗi phần ăn đều có đầy đủ các món mặn, xào và canh. Bên cạnh đó, quán còn có thêm các món bún, mì, hủ tiếu để cho thực khách lựa chọn và đổi món tùy theo sở thích. Tuy phần ăn chỉ có giá 2.000 đồng nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Anh Đức luôn chú ý lựa chọn kỹ từng nguyên liệu, đa dạng các món ăn để thực khách có đầy đủ các chất dinh dưỡng. Chú nghề bán số, tại vì đi ngang thấy bán ngày bán cơm ngày thứ tư và chủ nhật, và thành ra 10 giờ thì lại đây là có bán, thì mỗi một hộp thì bán cho những người có hoàn cảnh khó khăn là 2.000 một hộp. Giờ đây ghé lần này nữa là 5 lần, mỗi một hộp là mỗi một người ăn là vừa đủ chất dinh dưỡng cho một người mỗi ngày. Anh Đức chia sẻ, trong tương lai, nếu có điều kiện, anh sẽ mở bán cơm thêm các ngày khác trong tuần để phục vụ tốt hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, từ năm 2021, Tháng Nhân Đạo chính thức trở thành sự kiện đặc biệt vào tháng 5 hàng năm. Qua 3 năm triển khai, Tháng Nhân Đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, lan tỏa các giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, hỗ trợ hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống. Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái cũng là chủ đề của Tháng Nhân Đạo năm nay. Các hoạt động nhân Tháng Nhân Đạo đang được triển khai sôi nổi. Mỗi người, mỗi địa phương có cách làm riêng, mô hình riêng nhưng đều mang lại ý nghĩa thiết thực cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hai năm nay, chưa bao giờ cô Nguyễn Minh Hương lỗi hẹn với bếp ăn của trường dân lập dạy trẻ Cam Điếc Hà Nội vào mỗi dịp cuối tuần. Cô cẩn thận, tỉ mỉ, chuẩn bị các món ăn cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố. Thì là mình nghĩ là đấy là cái tâm của mình thôi. Cái tâm và những cái mình thả làm thế là mình thấy là rất vui và cảm thấy là khỏe ra. Cái nóng như đổ lửa của tháng 5 cộng với không khí oi bức từ ngọn lửa trong bếp ăn nhưng vẫn không làm nản lòng các thành viên chương trình suất ăn miễn phí. Cấp tập nhưng nhịp nhàng để kịp thời cho ra lò những suất ăn ngon, chất lượng.
Niềm vui của người nhận là động lực để giúp các thành viên giữ cho bếp ăn miễn phí luôn đỏ lửa. Rất là vui vì mình cũng đã góp một phần nhỏ bé của mình vào trong cộng đồng để chung tay góp sức vào giúp cho những cái hoàn cảnh trong các bệnh viện vơi đi bớt đi những cái nhọc nhằn khó khăn. Có những bếp mà đầu tiên thì chỉ có 2-3 người thôi. Và bây giờ thì hàng ngày có những cái bữa cơm có thể lên đến mười mấy người làm một cái bữa cơm như thế. Và sau đó thì lại xuống đến bệnh viện và trao cho tận tay cho bệnh nhân. 50.000 suất ăn đã đến với bệnh nhân nghèo là kết quả bước đầu từ chương trình suất ăn miễn phí của Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội triển khai sau 2 năm. Kèm theo những suất ăn, đó còn là tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng để tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị bệnh. Thương người như thể thương thân, đạo lý ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam. Từ tháng nhân đạo hàng năm, phong trào người tốt, việc thiện đã phát triển mạnh mẽ. Mỗi người làm việc tốt, không kể lứa tuổi, nghề nghiệp, từ đó kết thành một cộng đồng nhân ái. Như tại tỉnh Đồng Nai, một người cha có hơn 100 người con, nhưng tất cả không phải máu mủ, ruột rà. Có khi thì bé dục ở trong rừng cây, có khi bé bỏ cái cửa máy ấm, hy sinh luôn cả một tuổi xuân, hy sinh hết một sức khỏe của một con người để làm tất cả những công việc mà cảm thấy có tiền thì làm nuôi con. Hy sinh bản thân vì niềm vui và hạnh phúc của mọi người, đó cũng là điều mà ông Trương Văn Kim chọn làm lẽ sống cho mình. Dù chỉ là một lão nông chân chất, nhưng ông Kim cùng hội lão nông từ thiện của mình đã xây nhà miễn phí suốt 20 năm qua. Gần 600 căn nhà là thành quả từ tấm lòng thơm thảo của ông. Thứ nhất là những người hoàn cảnh rất khổ, thứ hai là mồ côi. Thấy những cái mảnh đời bất hạnh mà ta lo không được, mình lo được cho người ta là tôi mừng. Tiếp nối các thành công từ phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái đã đạt được. Tháng nhân đạo năm 2023, phấn đấu vận động được ít nhất 400 tỷ đồng để trợ giúp 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó ưu tiên ngư dân nghèo, khó khăn và trẻ em nghèo, khuyết tật sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Phát hiện vợ ngoại tình, chồng dùng súng bắn chết người. Nhiều loại cá nuôi tăng giá. Ấn tượng làng chài cổ ở Bình Định với những bức tranh bích họa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, trú tại thị trấn Eabok, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người. Nạn nhân là NH, 38 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga. Trước đó, người dân phát hiện H tử vong bên lề đường thuộc thôn 8, xã Eakbam, huyện Cư Mờ Ga, nên trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân bị một phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong. Sau 2 giờ tích cực điều tra, truy tìm các manh mối, công an xác định đối tượng gây án là Hoàng Ngọc Nhân. Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận đầu năm 2022, Nhân phát hiện vợ và H có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ Nhân ra ngoài thuê trọ ở. Bực tức vì nhiều lần bị H thách thức, nên khoảng tháng 10 năm 2022, Nhân lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng, mục đích để giết H. Mới đây, phát hiện H đi vào phòng trọ của vợ ở thôn 8, xã Eakbam, nên Nhân về nhà lấy khẩu súng, lên sẵn một viên đạn. Sau khi quay lại, Nhân phát hiện H đang dừng xe bên đường, nên đã dùng súng bắn nạn nhân tử vong. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15 trên 36 bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự. Trong số các bị cáo kháng cáo có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nhàn lợi dụng mối quan hệ với quan chức tỉnh Đồng Nai để được ưu ái tham gia thầu, chỉ đạo nhân viên sử dụng hàng loạt chiêu trò gian dối để trúng liên tiếp 16 gói thầu, gây thiệt hại 152 tỷ đồng.
bị cáo Nhàn cùng nhân viên công ty AIC còn đưa hối lộ cho nhiều bị cáo khác, trong đó có Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với số tiền là 14,8 tỷ đồng. Căn cứ hành vi sai phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nhàn 30 năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cho giá dầu thô thế giới bật tăng trở lại, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay 22 tháng 5 được dự báo có thể quay đầu tăng nhẹ. Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ là ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, do trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ nên lịch điều hành chuyển sang ngày hôm nay 22 tháng 5. Dự kiến nhiều khả năng xăng dầu hôm nay tăng khoảng từ 250 đến 450 đồng một lít, dầu diesel tăng nhẹ khoảng từ 250 đến 350 đồng một lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành. Tính từ đầu năm, xăng dầu đã trải qua 14 lần điều chỉnh giá, trong đó 7 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Nguồn cung hạn chế khiến cho cá điêu hồng, cá lóc, cá hú đồng loạt tăng giá từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá cá điêu hồng thương phẩm liên tục đi lên với mức từ 40.000 đến 48.000 đồng một ký, tăng 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Tương tự, giá cá lóc, cá hú cũng tăng 20% lên lần lượt từ 38 đến 70.000 đồng một ký. Giá cá tăng cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Tiền Giang, 4 tháng đầu năm nay, sản lượng cá nuôi của nông dân ít hơn so với cùng kỳ. Nhiều hộ nuôi cá lóc, cá điêu hồng thu hẹp diện tích, một số hộ đang dự định chuyển sang nuôi cá mú, cá bớp. Do đó, nguồn cung ra thị trường giảm, đẩy giá tăng cao. Dưới thời tiết nắng nóng oi bức, người dân thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn các bãi biển để vui chơi giải nhiệt vào mỗi cuối ngày. Những ngày này, lượng người dân và du khách tại các bãi biển được ghi nhận tăng cao. Vào những ngày cuối tuần, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã ra tắm biển, giải nhiệt từ rất sớm. Ghi nhận vào các buổi chiều, lượng người đến với các bãi biển tăng đột biến. Bữa nay nắng thì gấp 5 lần rồi, khách rất đông, khách du lịch thì đi rất nhiều. Dù đã quá giờ quy định được tắm biển, các hàng quán đã lên đèn, nhưng vẫn còn nhiều người dân ngâm mình dưới nước mát. Nhiều gia đình còn mang theo thực phẩm để ăn tối tại đây. Mình muốn về hết giờ làm việc, trời nắng nóng này dẫn gia đình ra ngoài tắm biển, đi ra ngoài cho thoải mái, chứ ở Đà Nẵng là biển là số 1 rồi. Thì nói chung mình là người dân Đà Nẵng thì mình thích biển. Buổi sáng cũng chạy ra biển, buổi chiều cũng chạy ra biển. Để đảm bảo an toàn cho lượng lớn người dân, du khách đến với biển Đà Nẵng trong mùa nắng nóng, cũng là thời điểm bước vào mùa du lịch hè. Các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn tại đây được tăng cường 100% quân số, cùng với các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng hỗ trợ khi có trường hợp đuối nước. Còn tại tỉnh Bình Định, những ngày này, làng chài cổ Nhân Lý ở thành phố Quy Nhơn khiến cho nhiều người thích thú khi khoác lên mình chiếc áo mới. Đó chính là những bức tranh bích họa đầy màu sắc. Làng chài cổ Nhân Lý nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông bắc. Nơi đây có những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của làng biển với mái thấp, hàng đầu đá. Trước mỗi nhà đều có hàng tam cấp hoặc bậc thang đá để vào nhà. Những ngôi nhà xếp dần về hướng đồi núi, hướng mặt ra biển, tạo ra những lối đi sâu hun hút. Tại đây, nhiều ngày qua, dọc hai bên tường một số lối đi trong khu dân cư xuất hiện những bức tranh bích họa được tô vẽ sinh động đẹp mắt, khiến cho nhiều người thích thú. Theo người dân, những bức tranh này được vẽ cách đây khoảng một tháng. Từ nhiều ngày qua, có nhiều du khách đến tham quan và check-in. Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, việc vẽ tranh bích họa lên các con đường nhằm trang trí lại cảnh quan, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Hiện nay, địa phương đã thuê các họa sĩ vẽ tranh bích họa lát gạch đá xanh, trang trí đèn điện tại ba con đường, đó là Dốc Quán, thôn Lý Lương, xóm Chùa, thôn Lý Hưng và đường liên hai thôn này. Cả ba đường này đều đổ ra biển với tổng chiều dài gần 1 km. Đây là những con đường có lịch sử lâu đời với nhiều hộ dân sinh sống, mang nét cổ kính mộc mạc. Những bức tranh bích họa có đề tài gần gũi như là làng xưa, đời sống của bà con ngư dân, cảnh vật thiên nhiên. Được làm từ chất liệu tre gần gũi với nền văn hóa Việt Nam, tâm giang không chỉ thân thiện với môi trường mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Với hơn 100.000 cây tâm giang, hàng ngàn người dân đang cùng nhau chung tay hoàn thành tác phẩm Bản đồ Việt Nam để xác lập kỷ lục thế giới. Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52 nhằm tìm kiếm, phát hiện, xác lập và tôn vinh các kỷ lục Việt Nam, Bản đồ Việt Nam là tác phẩm đặc biệt trong bộ Hồn Việt với thông điệp kết nối, tự hào, yêu thương. Tác phẩm gồm hai phần Bản đồ Việt Nam và Trống đồng Đông Sơn, kích thước khoảng 1,8m x 2,8m.
Để hoàn thành tác phẩm này sẽ cần khoảng hơn 100.000 cây tam giang, thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng với sự tham gia của hàng ngàn người. Được thực hiện bằng nghệ thuật BOAC, một loại hình nghệ thuật kết hợp giữa vật liệu truyền thống từ tam giang với công nghệ laser trên các tấm acrylic, tạo nên sự gắn kết để sáng tạo ra những mô hình độc đáo, bắt mắt. Tác phẩm thể hiện rõ độ cao thấp của địa hình các vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần giáo dục lịch sử, địa lý cho thế hệ trẻ. Một cái tác phẩm nghệ thuật đó, nó không hề có một cái ranh giới nào cả, không phân biệt trình độ, không phân biệt già trẻ. Mỗi người đặt một cái tâm vô là như nhau. Mình rất là mong muốn là bộ này sẽ đi ba miền đất nước là Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Sau thời gian thực hiện dự án khoảng 4 tháng, chặng Huế với hơn 4.000 người tham gia đã hoàn thành tại Festival Huế. Chặng tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Hành trình này dự kiến sẽ kết thúc đúng vào ngày 2 tháng 9 tại Hà Nội và sẽ được gửi đi đấu giá để phục vụ công tác thiện nguyện. Tác phẩm cũng sẽ đăng ký kỷ lục thế giới với hai tiêu chí: bản đồ có nhiều người tham gia nhất thế giới, bản đồ Việt Nam bằng tam giang lớn nhất thế giới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.